Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8. Thì thông tin đầu tiên chính là số ca dương tính lần lượt ở các tỉnh lân cận Bến Tre như sau: thành phố Hồ Chí Minh 184.872 ca, Long An 18.586 ca, Đồng Tháp 6.223 ca, Tiền Giang 7.836 ca, Vĩnh Long 1.995 ca và Trà Vinh là 1.145 ca. Đây là số ca được Bộ Y tế xác nhận vào chiều hôm qua, ngày 24 tháng 8. Và thông tin tiếp theo chính là ngày hôm qua, Bến Tre đã xử phạt 100 trường hợp vi phạm, số tiền lên đến 256 triệu đồng. Thì theo đó, ngày hôm qua, ngày 24 tháng 8, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống dịch 100 trường hợp với số tiền là 256 triệu đồng. Trong đó, vi phạm các lỗi chủ yếu như sau: ra đường không lý do chính đáng là 94 trường hợp, tụ tập đông người là 5 trường hợp, không đeo khẩu trang là 1 trường hợp. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, buộc quay đầu 80 phương tiện vào địa bàn tỉnh không có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính, nhắc nhở 304 trường hợp. 20 cơ sở kinh doanh lập biên bản 104 trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Thì qua công tác kiểm soát ở chốt cầu Rạch Miễu, lực lượng chức năng tiếp cận và đưa vào khu cách ly tập trung tại trường Trung học cơ sở Phú Túc thuộc xã Phú Túc, Châu Thành là một trường hợp, là người Bến Tre ở các tỉnh, thành phố về tự phát. Thì về an ninh trật tự liên quan phòng chống dịch, xảy ra một vụ là một đối tượng là tàn trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ 3 đoạn ống nhựa chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tại Ba Tri, triệt xóa một điểm đánh bạc đá gà tại Thạnh Phong, Thạnh Phú, tạm giữ một con gà, 8 xe mô tô và đang củng cố hồ sơ xử lý 11 đối tượng. Thì mời làm việc, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng BTTH, sinh năm 82, có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Phú, Dòng Trơm, có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình phòng chống dịch COVID-19. Và thông tin tiếp theo cho buổi sáng ngày hôm nay chính là tại Bình Đại. Thì vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 18 tháng 4, anh Nguyễn Liêm Phương, sinh năm 82, ngụ ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại, dựng xe mô tô Exciter biển số 71C43560 trên vỉa hè cạnh quốc lộ 57B, chìa khóa còn để trên xe, cách nhà anh Phương khoảng 20m, không có người trông coi. Đến khoảng 7 giờ tối cùng ngày, anh Phương phát hiện xe mình bị mất trộm nên trình báo cơ quan công an. Thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại đã tiến hành các biện pháp điều tra để xác định đối tượng gây án, kể cả phối hợp với cơ quan điều tra công an các huyện trong và ngoài tỉnh. Thì đến ngày 17 tháng 8 năm 2021, công an huyện Bình Đại phối hợp với công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre điều tra vụ án xảy ra trộm cắp tài sản ngày 18 tháng 4 trước đó tại huyện Bình Đại. Đối với bị can là Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1996, nơi cư trú là số nhà 2/5 đường dốc Binh Kiều, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đang bị tạm giam trong các vụ án khác tại huyện Châu Thành. Thì qua đấu tranh, Nguyễn Hoàng Anh khai trước khi bị bắt giam, Hoàng Anh có quen biết Nguyễn Đình Cảnh, sinh năm 94, ngụ ấp Tân Long, xã Thạnh Phước. Khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 18 tháng 4, Cảnh đưa Hoàng Anh đến bến xe buýt chợ Đê Đông để đón xe đi về nhà trọ tại huyện Châu Thành. Trong lúc này, Hoàng Anh bàn bạc với Cảnh là tìm xe mô tô có sẵn chìa khóa để lấy trộm. Thì sau khi thống nhất, Cảnh chở Hoàng Anh đến thị trấn Bình Đại. Khi đến khu vực ấp Bình Chiến, phát hiện Exciter biển số 71C43560 của anh Phương có để sẵn chìa khóa trên xe, Cảnh quay đầu xe lại, đứng cảnh giới để Hoàng Anh đi bộ qua lấy trộm xe. Sau khi lấy được xe, cả hai chạy về hướng cầu 30 tháng 4 đến chùa Vạn Phước. Hoàng Anh kêu Cảnh chạy xe về nhà, còn Hoàng Anh chạy về huyện Châu Thành, hứa khi nào bán được xe sẽ chia tiền cho Cảnh. Khi về đến huyện Châu Thành, Hoàng Anh sử dụng biển số giả gắn vào xe mô tô đã lấy trộm của anh Phương để tiếp tục thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản cùng một đối tượng khác và bị công an huyện Châu Thành khởi tố bắt tạm giam. Thì Nguyễn Đình Cảnh có một tiền sử về hành vi trộm cắp tài sản và một tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành án xong về địa phương ngày 15 tháng 4, chưa xóa án tích mà tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản. Hiện gia đình và địa phương không quản lý được, vì vậy cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại đã tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Cảnh để tiến hành điều tra và xử lý. Thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8. Thì theo đó, Bến Tre ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19 mới, trong đó là ổ dịch công ty CB Đông Lạnh là 15 ca,
ở các huyện như là Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách và Chợ Mới, tỉnh An Giang. Lưu ý, đây là các ca được cách ly tại công ty CB Đông Lạnh và có địa chỉ nêu trên, không phải là các ca dương tính tại các địa phương đã nêu trên địa chỉ. Thì tiếp theo là Châu Thành là 7 ca ở An Khánh, Tiên Thủy, An Hiệp, trong đó có 4 ca ở An Khánh là test nhanh dương tính trong chiến lược tầm soát cộng đồng. Mỗi Cái Bắc là 3 ca ở Thành An, Tân Thanh Tây, Hòa Lộc, trong đó có 1 ca ở Tân Thanh Tây là test nhanh dương tính trong chiến dịch tầm soát cộng đồng. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 20 ca, cộng đồng là 5 ca trong chiến dịch tầm soát cộng đồng. Thì tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8, Bến Tre có 1.633 ca dương tính với Covid-19, vẫn là 37 ca tử vong và 1.012 ca đã ra viện. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào muốn nhận đăng ký thông báo mới về thông tin Covid-19, bên cạnh tài khoản của mình trên YouTube có cái chuông, hãy bấm vào cái chuông. Và trên website yêubến tre.com, ở bên góc dưới có cái chuông, thì khi các bạn nhấn vào cái chuông, video hay là bài viết mới nhất của mình sẽ được thông báo ngay về vào điện thoại của các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.